Alo, xin chào tất cả anh em đến với kênh YouTube của Tú Uống Chia Sẻ Ha. Thì hôm nay mình lại lên cho các anh em một con game bắn súng nữa, đó là Modern Combat 5. Thì con game này thì mình cũng đã chơi một lần và có một clip trên kênh YouTube của Tú rồi. Thì hôm nay mình sẽ chơi lại để các anh em có thể thưởng thức thêm về con game này. Đó. Thì đây là cái sảnh chính của con game này. Rồi. Thì chúng ta hãy vào game và trải nghiệm tiếp nào. Thì nếu các anh em thích cái thể loại game bắn súng như thế này thì hãy comment cho Tú để Tú biết, hoặc là muốn làm thêm những con game nào khác thì các bạn có thể comment. Sự góp ý của các bạn Tú sẽ lắng nghe. Nếu các bạn thích video thì nhớ bấm like cho Tú và đừng quên subscribe kênh YouTube Tú Uống Chia Sẻ để rảnh rỗi thì các bạn xem những video vui vui của Tú. Rồi, chúng ta hãy vào game nào. Thì các bạn thấy là trong này game này có những cây súng khá là quen thuộc, và cái phong cách bắn của nó cũng khá là dễ bắn. Và nhiệm vụ chúng ta là sẽ bảo vệ cô gái này và đưa cô ấy đến cái vị trí cần thiết. Và ngoài ra là chúng ta sẽ không được để chết những người bạn nha các bạn. Đó. Rồi, mình đã up lên được level 3 rồi. Thì cái bản Modern Combat này nó cũng đã phát hành từ rất lâu rồi. Modern Combat 5 này nó đã phát hành từ rất lâu. Và ngoài ra trên mạng nó cũng có một cái bản là Modern Combat 3. Thì các bạn có thể mua cái phiên bản đó thì chúng ta mới chơi được. Thì trong cái phiên bản Modern Combat này nè, hình như là nó đã có cập nhật thêm khá nhiều cái chức năng rồi các bạn. Mình thấy nó khác hơn một chút xíu so với những cái bản ngoài thị trường kia. Ở trong cái chế độ này thì hình như chúng ta có cái chế độ chơi team này. Ở đang set
for opponent. Thì thử xem thì có gì hấp dẫn không nha các bạn. Rồi, chúng ta đã tạo team rồi nè. Rồi vô chơi thử ha. Thì map có vẻ là khá là rộng đó các bạn. Map khá rộng. Rồi, mất kết nối với team rồi. Chúng ta sẽ kết nối lại xem sao. Vậy là chúng ta không chơi được ở chế độ tìm đối thủ rồi. Thì clip đến đây cũng ok rồi. Thì mình đã chơi thử cái game Modern Combat 5 cho các bạn xem. Nếu các bạn nào thích video của mình hãy để lại cho mình một like, một share, một subscribe. Rồi, thank you các bạn. Bye bye.